Sư phụ kể chuyện Phật tại tâm. Có một lần tôi được nghe một câu chuyện của Ấn Độ rất thú vị. Ai cũng đang tìm Thượng Đế hay Phật. Họ nghe nói rằng Thượng Đế là tình thương, Phật là từ bi, nên mọi người đều muốn tìm đến Ngài. Nhưng không ai biết Ngài ở đâu. Cuối cùng có người biết Ngài đang ở trong một hang động vắng lặng bên bờ sông Hằng, và họ đến đó để tìm Ngài. Mọi người yêu cầu Ngài đủ chuyện. Thượng Đế, xin cho con điều này. Thượng Đế, xin cho con điều kia. Thượng Đế, con muốn con của con tốt nghiệp. Thượng Đế, con muốn có vợ. Thượng Đế, con muốn một ông chồng. Thượng Đế, con muốn tiền. Thượng Đế, con muốn địa vị. Thượng Đế mệt quá nên nói, nhiều quá, ta chịu không nổi nữa. Ta phải quy ẩn. Nhưng ta có tìm được một nơi yên tĩnh ở đâu đây? Cố vấn của Ngài, được gọi là Đại Sư Phụ, ông ta mới tâu rằng Ngài có thể lên núi Everest, nơi đó sẽ không ai tới quấy rầy Ngài. Thượng Đế đáp, đây là một ý kiến tuyệt diệu. Rồi Ngài lên trên đó ẩn mình. Sau một thời gian, có hai người leo lên núi, và rồi thêm nhiều người cũng leo lên đó. Thượng Đế cảm thấy sự thanh tịnh không còn nữa. Thượng Đế lại than thở, à, thật là quá đáng, ta chịu không nổi nữa. Ngài lại tìm hỏi ý kiến Đại Sư Phụ của Ngài về việc nên trốn nơi đâu. Đại Sư Phụ trả lời, tôi biết có một nơi mà Ngài có thể ẩn mình được và không ai sẽ tìm ra Ngài. Không ai có thể nghĩ tới nơi đó. Thượng Đế hỏi, ở đâu, nói nhanh lên, nói nhanh lên. Đại Sư Phụ mới nói, đó là ở trong tâm của người. Nếu Ngài trốn ở đó, họ sẽ không tìm được. Sau đó Thượng Đế nói, ừ, đúng lắm, nhà ngươi là một Đại Sư Phụ đại tài. Rồi Ngài lập tức chạy trốn vào tâm của con người. Quả thực, không còn ai đi tìm Ngài nữa. Chỉ những người thọ tâm ấn mới mạo hiểm, dại dột, không sợ chết này, mới muốn kiếm Ngài trong tâm của họ. Thật vậy, Thượng Đế ở bên trong chúng ta. Chúng ta muốn cầu điều gì, phải hướng vào nội tâm mà cầu. Chúng ta muốn tìm những gì đẹp nhất, hãy hướng vào bên trong mà tìm. Chúng ta muốn tìm lực lượng vạn năng, hãy hướng vào nội tâm. Đừng sợ ma quỷ bên ngoài, đừng sợ những người hung ác bên ngoài, và cũng đừng cầu sự giúp đỡ của chúng sinh bên ngoài, dù là những người có công đức, mà chúng ta phải cầu chính mình. Chúng ta nên ẩn mình vào trong, cầu nguyện bên trong và vui hưởng lấy chính mình. Mọi thứ đều ở bên trong chúng ta. Chúng ta không thể tìm kiếm bất cứ thứ gì ở bên ngoài. Tôi nghĩ câu chuyện này rất thú vị. Mọi người vỗ tay. Cho nên có khi quý vị muốn thấy tôi cũng phải tìm tôi ở bên trong. Thượng Đế ở trong chúng ta. Vì thế mới nói Phật tại tâm. Nếu quý vị nghĩ rằng tôi là Phật thì phải hướng vào nội tâm tìm vị sư phụ bên trong. Ngài là lực lượng bất khả tư nghị và có thể bảo hộ quý vị, chỉ dẫn quý vị, soi sáng quý vị. Tuy nhiên, quý vị nên nhẫn nại vì vật tốt khó tìm. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Tây Hồ Formosa vào ngày 11 tháng 3 năm 1989, nguyên văn tiếng Trung Hoa, bản tin số 91. Đại Trượng Phu là một người có phong độ đạt thành, một khả năng và trí huệ để hiểu và liễu ngộ mọi việc, và là người có lý tưởng thanh cao muốn liễu thoát sanh tử, hiểu biết luật vũ trụ và đạt được đại trí huệ và chân lý. Người như vậy là bậc Đại Trượng Phu. Cái gọi là cứu cánh là trạng thái giải thoát đạt được qua sự tu hành. Khi một người đạt được lực lượng tối thượng để cứu độ chúng sinh, họ không thiếu thứ gì và có thể cho chúng sinh bất cứ thứ gì tùy theo sự cần thiết. Lời Pháp Cam Lộ của Thanh Hải Vô Thượng Sư, nguyên văn tiếng Trung Hoa, bản tin số 91.